Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện có tựa đề Oan hồn cô mại điên, tác giả Hách Đỗ. Quý thính giả đã từng nghe những câu chuyện của Hách Đỗ rồi, cảm thấy yêu thích, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Nguyễn Văn Trãi vốn là một thanh niên chơi bời lêu lỏng, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Nơi này vẫn là vùng thuần nông, chân lắm tay bùn, nhưng gia đình Trãi vẫn có điều kiện hơn hẳn những nhà khác. Bố của Trãi là một cán bộ xã, giữ chức vụ khá to. Mẹ thì làm ở hội phụ nữ, nên Trãi chẳng như những thanh niên cùng trang lứa khác. Mặc dù gia đình có điều kiện, nhưng Trãi chẳng chịu khó học hành, suốt ngày lang thang lêu lỏng. Việc học dở dang cấp 3, tên này bị nhà trường cho đình chỉ vì tội hay quậy phá, bắt nạt bạn bè. Thêm vào đó là chẳng hiểu nghe ai xúi mà nó còn dám sàm sỡ cả cô giáo trẻ. Hoặc giả do tâm lý của nó có vấn đề, vì việc này mà Trãi bị đuổi học. Bố mẹ hắn vì quá nuông chiều con trai, nhà lại có mình Trãi là con một, nên chính vì thế mà nó trở nên lêu lỏng, ngông cuồng. Năm học lớp 11, Trãi nổi tiếng là một tên đầu gấu đầu mèo. Nó cậy mình có ông chú ruột nghiện ma túy nên rất hùng hổ. Bởi thời điểm đó, người bình thường chẳng ai muốn dây vào những thành phần chơi bời như vậy, vì bọn chúng cũng chẳng còn gì để mất. Mỗi khi có chuyện gì, Trãi đều nghĩ rằng mình có ông chú nghiện sẽ chẳng ai dám đụng vào. Vì trường cấp 3 là trường huyện, sẽ quy tụ tất cả những học sinh của nhiều xã lại với nhau, mà vị trí trường học nằm ở làng Vạn Đại. Nhà thằng Trãi ở gần trường nên giống với câu nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mặc dù mới 17 tuổi, nhưng Trãi đã cầm đầu lũ choai choai nổi tiếng nghịch ngợm, quậy phá ở địa phương. Nào là đánh nhau, trấn lột tiền của bạn học, sàm sỡ các bạn nữ. Ngày đó, các bạn nữ thì hễ nghe đến Trãi đều sợ hãi ra mặt, bởi vì thằng này vô cùng bố láo mất dạy, thường xuyên chặn đầu xe đạp của mấy bạn nữ ở xã bên rồi nhảy lên sàm sỡ. Mặc cho những tiếng chửi rủa vang lên, nhưng nó vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Gương mặt vốn chẳng ưa nhìn, đầy mụn trứng cá, đôi mắt một mí híp tịch bé tẹo và cái mũi chim ưng đóng trên gương mặt lưỡi cày, hai con mắt trắng giả trợn ngược lên, càng làm cho thằng này trở nên xấu xí dữ tợn. Ngày đó, các bạn nữ hễ nghe đến Trãi đều sợ ra mặt. Mấy cô bé học sinh cấp 3 mới lớn thì tâm lý vẫn còn e dè, xấu hổ. Mặc dù hay bị thằng Trãi và đám bạn kia làm điều sằng bậy, nhưng về nhà chẳng dám nói với ai, cứ âm thầm chịu đựng. Họa chăng có sự đề phòng là mang tấm áo ngực có lớp mút xốp dày hơn để khi bị đụng chạm đỡ đau, không thì sẽ đi cùng nhau thành từng nhóm. Cuối năm lớp 11, thằng Trãi đã gây ra một việc tày đình, khiến cho một cô bé học sinh ở xã bên gặp tai nạn, chết tại chỗ. Nhưng gia đình nó có cơ cánh, nên việc này bố của nó là ông Tịnh đã lo liệu một cách êm đẹp. Nhưng cũng chính vì được bố mẹ nuông chiều, nên nó sinh ra sự ỷ lại. Trong đầu có tư tưởng là ông già tao lo hết, nên càng ngày nó càng tỏ ra mình là bố đời, cha thiên hạ. Vào một ngày cuối đông năm 2007, làng Vạn Đại đang đi vào kỳ thu hoạch củ dông riền, loại cây gần như là đặc hữu của địa phương dùng để sản xuất miến. Hôm ấy tầm khoảng 5 giờ chiều, nó đi vào đồng để cắt cây trước, để hôm sau chỉ việc đào củ mà thôi. Cởi chiếc xe máy của ông Tịnh, nó vênh mặt lên nghênh ngang, ngửa mặt lên trời, phóng bạt mạng.
đường làng mà nó phóng với tốc độ bàn thờ, gầm rú ga ầm ĩ, về côn ép số, làm cho không ít người sợ hãi chửi thề. Con nhà Tịnh Liên này chạy xe ẩu thế. Ôi giàu ơi, con hư thì tại bố mẹ thôi. Nhà ấy bên con lắm, làng này ai dám dây vào lão Tịnh đâu. Cậy mình có tí chức làm ở ban an ninh xã nên thường vênh váo lắm. Sớm muộn gì thằng con nhà lão cũng gặp tai nạn cho mà xem. Mẹ nó, có ngày tao sẽ đặt bẫy cho nó chích mẹ đi. Thôi, đầu không phải phải tai, liệu mà giữ mồm giữ miệng kẻo mang họa đấy. Sau câu nói này thì mọi người chẳng ai bàn tán gì nữa, mà chỉ im lặng lắc đầu nhìn về phía chiếc xe đang phóng bạt mạng chạy về hướng cánh đồng. Thằng Trải không hề quan tâm, hôm nay nó thích thú lắm. Từ năm học lớp 10, nó đã được bố cho phép chạy xe máy. Đây là điều vô cùng hiếm có ở cái vùng quê nghèo. Đám bạn cùng trang lứa với nó, đứa nào có điều kiện lắm chỉ sắm được cho con chiếc xe đạp cào cào hoặc mini mà thôi, còn không thì chỉ đi bộ đi học. Vậy mà riêng thằng Trải đã được đi xe máy. Mặc dù nhà nó cách trường có hơn 1 km, nhưng ông Tịnh vốn là người trọng sĩ diện nên cũng không để cho nó thiếu thốn gì, luôn muốn con mình phải hơn người. Chính vì vậy mà để xảy ra một câu chuyện đau lòng. Chiếc xe 67 được mệnh danh là Hoàng tử đen, được ông Tịnh luôn cẩn thận giữ gìn lau chùi bóng loáng. Lúc này, thằng Trải đang vểnh mặt lên trời phóng xe bạt mạng, mà không hề biết rằng nó sắp sửa gây ra một sự việc kinh hoàng. Nó lạng lách qua những cái ổ gà to như cái lòng bàn, mấp mô trên con đường trải đầy đá dăm lạo xạo. Thi thoảng có những chiếc công nông đầu ngang đang chở đầy những bao tải bên trong đựng củ dông riền hối hả chạy qua trên con đường liên xã tấp nập. Bởi tầm này đang là vụ mùa cho nên nhà nào cũng tranh thủ ra đồng. Đúng lúc này, thằng Trải nhìn thấy ở hướng ngược lại có một cô gái tầm tuổi nó đang đạp chiếc xe mini tàu. Vóc dáng của người thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp, làm cho thằng Trải cảm thấy rất kích thích. Trong đầu nó không khỏi có những liên tưởng và suy nghĩ bậy bạ. Ngay lập tức, nó phóng vọt chiếc xe máy lên. Vừa đi ngang qua mặt cô gái, thằng Trải đã cảm thấy bị hút hồn vì gương mặt xinh đẹp dễ thương. Lập tức, nó đi chậm lại, sau đó buông lời tán tỉnh. Mà kể ra cũng tài, thằng này tuy học dốt, nhưng về khoảng văn thơ bậy bạ tán gái thì nó rất có năng khiếu. Cảm hứng mê gái dâng cao nên nó liền xuất khẩu thành thơ. Ê này cô bé xinh xinh, lại đi xe đạp một mình thế ư? Em ơi em hãy từ từ, nhẹ thôi đạp chậm không hư hết hàng. Vừa nói, nó vừa liếc mắt đến cái quần sa tanh trắng mà cô gái này đang mặc. Ở vị trí mông của cô gái hiện đang vằn lên một vệt hình chữ V màu hồng phấn mờ mờ, làm cho nó cảm thấy kích thích. Vừa ngâm nga câu thơ trêu chọc cô gái, thằng Trải tỏ ra khoái chí, bởi vì cô gái kia có vẻ rất tức giận. Gương mặt đỏ bừng lên, vừa nhếch môi khẽ xì một tiếng, làm cho nó ngẩn ngơ tự nhủ. Ồ, con bé này ở đâu thế nhỉ? Chỗ con gái nhà ai mà xinh giá mang, mình phải bám theo mới được. Nó cứ phóng xe chậm chậm phía sau cô gái, còn cô thiếu nữ này thì có vẻ hơi lo lắng, như muốn đạp xe nhanh hơn. Nhưng đường ở quê vốn vẫn là đường lát gạch đỏ, lại thêm mấy hôm trời mưa khiến cho nó trở nên trơn trượt. Cô gái không dám đi nhanh, với lại chiếc xe cà tàng mà cô gái đang đi lúc này lại bị trượt mắt cá. Đạp mãi mà không khiến chiếc xe nhanh hơn chút nào, lại có tiếng cười cợt của thằng Trải vang lên. Ơ kìa, xe em hỏng hả? Có cần anh giúp không? Anh làm thơ hay thế mà em không vỗ tay khen ngợi động viên tinh thần anh. Ôi, người xinh thế mà lại bị điếc, chán thật. Cô gái nghe thằng Trải nói vậy thì vừa sợ vừa giận, trong đầu suy nghĩ thầm. Đồ vô duyên, thơ với chả thẫn.
giá kể mà đẹp trai hơn tí á thì còn có chút ấn tượng. Đằng này mà có vẻ như cái tên này thích làm thơ thì phải. Cái loại thơ vơ va vơ vẩn như vậy cũng học đòi. Ê, lại còn dám chê mình điếc nữa. Chị mày xinh chứ đâu có ngu mà bị dụ. Lập tức cô ta trả lời bằng thơ, nhưng giọng điệu có phần khá gay gắt. Em là con gái làng bên, vụ mùa nên kiếm chút tiền mà thôi. Hỏng hàng cứ kệ mẹ tôi, hết đứng lại ngồi ắt hẳn sẽ thăm. Thằng Trải điều khiển xe máy đi chậm chậm song song với cô gái. Nó phá lên cười thật lớn. Thật không ngờ hôm nay lại có một cô gái dám nói chuyện bằng thơ với nó. Trải vừa cười vừa ngâm nga. Hóa ra từ nãy anh nhầm, cô em chẳng phải bị câm tuyệt vời. Anh nhà giàu lắm em ơi, anh xin địa chỉ để rồi làm quen. Mặc dù anh xấu anh đen, tuy là nước đục đánh phèn nó lại trong. Cô gái liếc nhìn Trải, ánh mắt tỏ ra có chút coi thường, định đạp xe đi tiếp. Nhưng khổ nổi chiếc xe đạp của cô cứ ì ra, đành phải dắt bộ. Thằng Trải thì cứ nổ xe máy tà tà, làm cho cô cảm thấy khó chịu, liền làm thơ đáp trả. Giàu thì mặc kệ nhà ông, đừng nên tỏ vẻ chơi ngông làm gì. Ông giờ nãy mặc tôi đi, xin ông đừng có làm gì xấu xa, không thì tôi sẽ kêu la người ta ra đánh á, chích cha ông bây giờ. Cô gái thấy cặp mắt hầu hấu của thằng Trải đang chăm chú liếc vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình, làm cho cô cảm thấy khó chịu nên mạnh mẽ đáp trả. Bởi giờ này vẫn còn sớm nên cũng không sợ gì thằng này. Với lại cô ta còn biết chút võ nghệ, vì bố đẻ vốn là một võ sư khá nổi tiếng ở xã bên. Nói không ngoa, tầm cỡ như thằng Trải này nếu giao thủ, cô sẽ đánh gục nó dễ dàng. Thằng Trải nó có vẻ khá tức tối trước thái độ của cô gái. Chẳng biết con cái nhà ai mà lại ra vẻ như vậy, đặc biệt là nhìn thấy chiếc xe cà tàng mà cô ta đang đi. Bình thường như những cô gái khác, nếu như thấy nó hoành tráng cưỡi xe máy như thế này thì kiểu gì cũng phải trầm trồ lác mắt. Nhưng đằng này cô ta chẳng những không tỏ ra quan tâm, mà ngược lại còn đuổi nó bằng giọng bực bội, làm cho Trải thấy nóng mặt. Mặc dù xinh đẹp đấy, nhưng nghe chừng tán tỉnh em này hơi bị khó. Thằng Trải cứ lẻo đẻo đi theo sau cô gái, thỉnh thoảng hứng chí hát mấy bài nhạc chế, khiến cô gái phía trước ngạc nhiên không hiểu kiểu gì. Những người mê gái, ôi những người mê gái, ôi dồi ôi, những người mê gái là dại. Vào chuyện ngày xưa, một anh tán gái, tán nhầm cô có thai. Bài hát này nó thường xuyên nghe thấy trên đài cassette mà bố nó là ông Tịnh hay bật. Ngày nào nó cũng nghe nên thuộc, rồi nó chế lời lại. Hát cái gì thế? Ủa mà sao anh cứ lẻo đẻo lại nhảy suốt hả? Bộ không có thấy mỏi mồm à? Cô gái kia vừa cười vừa ngoái đầu lại nhìn, cảm thấy tên này cũng rất thú vị. Anh hát gì kệ anh, em không thích nghe thì bịt tai lại. Mà anh có đi theo em đâu, anh đi theo tiếng gọi của trái tim anh thôi. Xá, đồ điên, đúng là đồ dở hơi. Trông vậy mà cũng lẻo mép phết á. Nhưng xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Cô gái kia thấy Trải mồm mép như tép nhảy thì cũng hết sức đề phòng. Những tên dạng công tử bột như kẻ này thì chắc hẳn cũng là dân chơi bời, ỷ y gia đình có điều kiện nên thường quên quan khoe của. Liếc nhìn chiếc xe máy mới cáo cạnh, cô gái âm thầm đánh giá. Cô em à, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Anh chưa nói lời nào là muốn tán tỉnh em hay là cái gì gì đó đâu, mà em khoe em có bạn trai rồi. Ôi, mà mặc em đi, em có bạn trai á thì anh lại càng hứng thú. Thằng Trải miệng nói lớn, ánh mắt vẫn không quên dán vào bộ ngực của cô gái. Có điều lúc này trời vẫn còn sáng, có nhiều người đi lại, nó ra tay không tiện. Thằng Trải tiếp tục ba hoa chích chòe. Em có biết ngày xưa thời Tam Quốc,
có câu nói nổi tiếng của Tào Tháo không? Hả? Câu gì? Mọi nữ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy chỉ có vợ của kẻ thù mới làm ta hứng thú. Nói xong câu ấy, nó phóng vọt lên trước, bỏ mặc cô gái vẫn lầm lũi dắt chiếc xe đạp cà tàng, trong đầu đầy những nghi hoặc. Nhìn chiếc xe máy rú lên, bốc ra từng luồng khói màu xanh loang dần vào không khí, hòa với khói của những đống rơm buổi chiều tà được người dân đốt lấy tro đang cuộn lên từng mảng. Cô gái cười khinh lẩm bẩm. Đúng là trẻ ranh, mặt mũi thì non choẹt, lại còn xấu như vậy thì còn lâu nha. Nghĩ mình là ai? Bà cái tuổi ranh ăn chơi đùa đòi. Chị mày không dễ xơi đâu. Thử làm gì láo léo xem, tao bẻ tay ra. Đây là Xuân, con gái của một võ sư nổi tiếng tên là Hạ, làng Vạn Kiếp, giáp ranh với làng của thằng Trải. Xuân năm nay cũng sắp xỉ 20 tuổi, đang là sinh viên một trường đại học trên Hà Nội. Hiện giờ đang là cuối năm nên được về quê ăn Tết. Hôm nay sang nhà chú dì làng Vạn Đại phụ giúp, tình cờ gặp được thằng Trải này. Nhưng Xuân cũng không ngờ được rằng đây cũng là định mệnh chấm dứt cuộc đời của mình. Thằng Trải vốn là đứa nghịch ngợm, gan lì cốc tía. Nó đã xác định làm gì thì sẽ làm cho bằng được, bất chấp hậu quả. Từ làng Vạn Đại sang làng Vạn Kiếp cách nhau khá xa, cũng tầm hơn 10 cây số. Chiếc xe đạp của Xuân hiện giờ thì đang bị hỏng nên phải dắt bộ về. Cô không ngờ thằng Trải nó đã phục sẵn chặn đầu ở chỗ cầu máng nối. Vị trí cây cầu này bắc ngang con kênh thủy lợi khá lớn. Ngày xưa cây cầu này còn có tên gọi là cầu chặt đầu, địa phận giáp ranh của làng Vạn Đại và làng Tử Đình. Nói về cái tên cây cầu cũng có nhiều sự tích. Cây cầu được làm hoàn toàn bằng đá xanh do thời chiến tranh loạn lạc. Ở nơi này người ta có ác cảm bài trừ những người dân theo đạo Công giáo. Giữa những người theo đạo và những người không theo đạo luôn có một mối hiềm khích rất lớn. Đã từng có những vụ thanh toán, thậm chí là xử tử những người phạm vào luật lệ của làng và cây cầu chặt đầu này thành một chứng tích, đã thấm biết bao nhiêu máu của những người dân ở cả hai làng. Và địa phận cây cầu này chính là làng Ranh Đỏ. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, mối hiềm khích ngày xưa cũng đã được dần xóa bỏ, nhưng những vết dao chém xuống những tảng đá vẫn còn nguyên vẹn, tựa như một minh chứng lịch sử. Mới tầm gần 7 giờ mà trời đã tối đen như mực. Ngang qua giữa cánh đồng, Xuân đang dắt chiếc xe đạp của mình để về làng Vạn Kiếp. Ngang qua cây cầu máng nổi, trong lòng của cô bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. Nhưng nhìn quanh quẩn chẳng hề có ai. Bốn bề đồng không mông quạnh, chỉ có những tiếng gió rì rào cùng với tiếng ẩn ương và côn trùng ra rã. Vừa dắt được chiếc xe đạp lên cầu, muốn dừng lại nghỉ chân xíu cho đỡ mỏi, nhưng chợt nhớ ra nơi này chính là cây cầu chặt đầu. Ngày xưa khi còn nhỏ, cô vẫn thường được nghe người ta kể lại ở cây cầu này họ thường xuyên nhìn thấy oan hồn hay ma quỷ gì đó. Bất giác những câu chuyện này lại hiện lên trong đầu của Xuân, khiến cho cô khẽ rùng mình, cảm giác hơi rần rợn, khiến cô liên tưởng linh tinh. Có lẽ đây chính là bản năng của mỗi người, khiến cho cô trở nên khá lo lắng. Lúc này trời cũng đã tối hoàn toàn. Trời cuối năm u ám, từng cơn gió lạnh mang theo không khí đặc quánh thổi tới, làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Ngay lập tức dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình đi qua cây cầu càng nhanh càng tốt. Bỗng nhiên dưới mặt sông có tiếng ùm, giống như ai đó vừa nhảy xuống vậy. Tiếng động rất lớn làm cho Xuân giật mình. Liếc mắt nhìn xuống con kênh thì thấy bọt nước đang trắng xóa, từng cơn sóng đánh dập dềnh. Lúc này cô đã sợ lắm rồi, bởi vì hiện tại ba bề bốn bên vắng lặng như tờ, thậm chí
cô còn nghe được cả tiếng tim mình đập loạn. Không muốn quan tâm, hay nói đúng hơn là cố tình nghĩ đến việc khác để quên đi nỗi sợ hãi của mình, Xuân lập tức dắt chiếc xe đạp đi nhanh qua cây cầu. Cái gì thế? Bỗng nhiên lại có một tiếng động lớn nữa vang lên, kèm theo những âm thanh ọc ọc, làm cho Xuân sợ tái mặt. Nhìn chăm chú xuống mặt nước đang chảy lững lờ xuôi dòng, nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì cả. Giữa canh tối canh sáng, một mình đứng trên cây cầu chặt đầu, nơi chứa đựng những câu chuyện rùng rợn, xung quanh là mặt nước mênh mông, làm cho Xuân thực sự cảm thấy rất là lo lắng. Nhất là ban nãy, cô cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Ngay lập tức, Xuân đi nhanh về phía trước, còn không dám quay đầu nhìn lại phía sau. Nhưng khi đi đến gần giữa cầu, tự dưng chiếc xe đạp của cô có cảm giác nặng ì như bị ai đó kéo lại vậy. Khi vừa quay mặt lại, thì một bóng người nhanh như chớp đưa bàn tay to như hộ pháp của mình túm lấy mái tóc cô giật mạnh ra sau, khiến cô mất đà vì bất ngờ, không kịp phản ứng liền ngã nhào. Nhưng không để cho Xuân kịp nói gì, tên bịt mặt đã kề dao vào cổ cô, rồi gằn giọng. Biết điều thì đừng có chống cự, ngoan ngoãn theo anh, em sẽ sống sót, nếu không thì... Xuân vốn là con gái của một võ sư nổi tiếng, từ nhỏ cũng được bố truyền thụ cho võ nghệ phòng thân. Nhưng đối phương lại có vũ khí nguy hiểm, đã vậy còn kề sát cổ. Bây giờ có chống cự chỉ tổ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Cô từ từ liếc mắt nhìn xung quanh thăm dò, xem có ai để kêu cứu hay không. Ở đây không có nhà dân, lại đồng không mong quạnh, có la lên cũng vô ích. Xuân thức thế nên hoảng hốt hỏi. Anh định làm gì? Làm gì hả? Em biết anh muốn làm gì mà. Vừa nói, nó chăm chú nhìn vào cái thân hình đầy gợi cảm của cô, nhất là cái bộ ngực đang phập phồng nhấp nhô, ánh mắt lộ rõ ra cái vẻ thèm khát. Đừng, anh đừng hại tôi. Giữ tư thế phòng thủ bằng cách đưa hai tay ôm lấy ngực, Xuân nói như sắp khóc. Nhanh, anh không nói nhiều, muốn sống thì đừng có chống cự. Thấy cô gái có vẻ sợ hãi, tên này càng được nước làm tới. Dứt lời, lập tức nó dùng sức đạp mạnh vào cái xe của cô để sát bên, khiến nó lăn hẳn xuống dòng nước đen chìm nghỉm. Nhìn thấy chiếc xe đạp của mình như vậy, Xuân tức giận quát lên. Sao mày dám? Đến việc muốn ăn thịt em anh còn dám, huống chi là cái việc con này. Tên bịt mặt gằn lên từng tiếng, giọng điệu không chút gì tỏ ra lo lắng sợ hãi. Chiếc mũ len trùm kín đầu chỉ lộ ra đôi mắt bé hí hiếp tịch của tên này. Thoạt nhìn cũng biết nó là kẻ nham hiểm. Tên này chính là Trải, lúc nãy nó đã đi tắt đón đầu, nhằm phục ở cây cầu máng nối để chờ đợi. Bởi Trải cũng biết được rằng muốn về xã bên kia thì đây chính là đường độc đạo duy nhất, và vị trí cây cầu này là địa điểm mà nó chọn lựa để ra tay. Ban nãy nó cố tình trêu chọc cô gái này, vì bản thân Trải là người vạn đại, lại nắm rất rõ được sự tích ở đây, nên đã chui xuống gầm cầu, ném mấy viên đá lớn xuống nước dọa ma. Quả nhiên là khiến cho cô gái kia sợ hãi muốn bỏ chạy. Sao nào, cô em xinh đẹp vậy, đừng có chống cự nữa, ngoan ngoãn đi theo anh đi, đôi bên đều có lợi. Thời buổi khó khăn thì chúng ta phải tranh thủ úp bụng vào nhau mà sống chứ. Thằng Trải nó cố tình ngậm một quả táo trong miệng để giọng nói khác đi một chút, lại thêm bịt kín mặt. Chiếc áo khoác gió lúc ban chiều nó cũng lộn ra thành một màu đen. Chắc hẳn sẽ chẳng một ai nghi ngờ đến việc này. Thằng Trải liền đè ngửa Xuân ra,
tì lưỡi dao rất sắc bén khẽ chạm vào lớp da cổ trắng nõn của cô. Xuân cảm giác được tên này sẽ ra tay thật chứ không phải đùa. Tròn lắm, to lắm. Anh thích. Mà cậu em năm nay bao nhiêu tuổi thế? Ngoan ngoãn như thế này có phải tốt hay không? Em mà chống cự ha, là con dao này nó cắm phập vào cổ họng của em đấy. Anh là người biết thương qua tiếc ngọc, không có muốn làm tổn thương em. Xin anh đó, anh đừng có hại tôi. Anh muốn gì? Anh muốn em. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào trong bụi cây dưới kia. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Có trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên của anh. Anh sẽ hướng dẫn cho em tất cả. Nghe tên này nói vậy, Xuân tái mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi nói: Được rồi, em sẽ theo anh. Nhưng anh không được làm gì đâu nha. Nay em tới tháng. Cố gắng cầu giờ, tìm kiếm sơ hở của tên cuồng dâm, Xuân trả lời nhẹ nhàng, giọng điệu có chút sợ hãi, bởi con dao kia vẫn đang kè kè trước cổ họng. Nếu như không cẩn thận thì... Đừng có đùa nữa, anh không có tin đâu. Phải cởi ra thì anh mới tin, nhìn thấy thì mới tin chứ. Vừa nói, thằng trải vừa luồn tay vuốt dần xuống chiếc quần của cô, dừng lại ở ngay vị trí giữa hai chân. Một tay còn lại, nó vẫn dí con dao vào cổ cô gái. Nhìn vẻ mặt quyết liệt của thằng này, chắc hẳn là nó đã tính kỹ lắm rồi. Nó liếc mắt nhìn Xuân đe dọa, điệu bộ vô cùng dữ tợn, giọng nói cũng tỏ ra biến thái. Em tính lừa anh hả? Mà chả sao. Với lại nếu như mà có tí máu thì anh lại càng thích. Anh Xuân nghe vậy thì tức giận lắm. Nhưng lúc này cả người cô vẫn đang bị trải khống chế, nằm ngửa trên chiếc cầu, cũng chưa làm cách nào để thoát ra được. Chỉ biết đưa đôi mắt đầy căm thù nhìn về phía nó, miệng lắp bắp, ý định muốn nói ra tên của bố mình, mượn quy danh võ sư nổi tiếng của ông để làm cho nó sợ. Anh có biết bố tôi là ai không hả? Nếu ông ấy biết việc này thì cả nhà anh sẽ không có yên đâu. Ai? Bây giờ bố em có là ông trời đi nữa cũng chẳng thể tới kịp đâu. Em không thấy anh bịt kín mặt rồi hay sao? Không lẽ giờ em về em nói với bố em là: bố ơi, con bị thằng bịt mặt nó hiếp. Thằng trải cười khoái trá, bàn tay của nó vẫn tham lam lần mò khắp cơ thể của cô. Xem ra nó đang rất thỏa mãn vì kế hoạch đã thành công. Phải thừa nhận một điều, thằng này nó liều lĩnh. Phần vì ở cái tuổi ngựa non háu đá, phần vì có bố mẹ nuông chiều nên nó không biết sợ là gì. Ê, anh được rồi, anh bỏ con dao ở cổ tôi ra đi. Tôi sẽ ngoan ngoãn theo anh. Anh muốn làm gì thì làm. Cô em tỉnh lắm. Nhưng nên nhớ, anh mới là chủ cuộc chơi này. Đừng có nghĩ cách chạy trốn. Việc anh làm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Ban nãy em vừa đá một cú mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ là người có nghề. Vì thế em hãy làm theo lời anh nói, nếu như không muốn mình bị thương. Nhanh. Vừa dứt lời, thằng trải không báo trước liền đâm một cái thật mạnh vào bả vai của Xuân. Con dao bấm sắc nhọn cắm sâu xuống, làm cho cô đau đớn muốn ngất đi. Chẳng thể ngờ được tên này lại ra tay một cách khó lường như vậy. Trong mắt thằng trải bỗng hiện lên vẻ hiểm độc. Bây giờ có lẽ trong tâm trí không còn giữ được sự bình tĩnh nữa rồi. Qua sự đụng chạm xác thịt ban nãy khiến cho nó trở nên điên cuồng. Vết thương ở bả vai sâu lúc cán, con dao thằng trải cũng rút ra, máu theo miệng vết thương chảy ra như suối. Đừng, xin anh đừng giết tôi.
quá đau đớn vì bị tấn công bất ngờ. Xuân hoảng loạn xin tha. Thằng Khải kẹp cổ lôi xệch cô đứng dậy, rồi gằn giọng nói: từ nãy giờ cô em đừng có câu giờ thì có phải tốt hơn không hả? Đừng có nghĩ cách chống cự vô ích. Mục đích hôm nay của anh là muốn có được em. Em muốn cả hai cùng tận hưởng, hay là chỉ một mình anh tận hưởng hả? Mặc dù cánh tay của Xuân đang đau đớn, máu vẫn không ngừng chảy ra, nhưng đành cắn răng làm theo. Ở đây không có nhà dân, lại đang bị thương nặng, nếu la lên thì lại càng nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa, khi con dao vẫn còn kề ngay cổ. Thằng Trải nuốt nước bọt, lúc này nó không dằn được lòng mà bắt đầu có những cử chỉ mạnh bạo, thô lỗ. Dường như trong suy nghĩ của nó bây giờ chỉ hiện lên hai từ nhục dục. Đứng trước thân thể tuyệt mỹ, đầy gợi cảm của cô gái, càng làm cho bản năng dục vọng của nó dâng lên mãnh liệt. Xuân từ từ đứng lên, ánh mắt căm thù nhìn về phía kẻ đối diện. Nhưng do trời đã nhá nhem, lại thêm tên này mang khăn trùm kín mặt, làm cho cô không thể nhận ra là ai. Nhưng linh cảm vẫn cho cô thấy rằng kẻ này rất quen. Thằng Trải bây giờ, đôi mắt nó tì hí như con thú đang rình con mồi, lộ đầy vẻ thèm khát. Một kìa, nhanh! Nó cố tình đập tay một cái vào chỗ vết thương của Xuân, sau đó lôi cô vào trong một bãi cây gần đó. Đây là bãi cây dông riền, cao quá đầu người, tốt tùm. Vào sau tầm khoảng hơn 10 mét, có một khoảng đất trống to cỡ hơn cái chiếu, được tên này dọn dẹp rồi đạp đổ cây ra làm sẵn một cái đệm, chứng tỏ tất cả những việc làm của nó là có chủ đích từ trước. Thằng Trải bẻ ngược cánh tay lành lặn của Xuân ra sau, kề dao vào cổ cô, rồi áp sát người vào mà dẫn đi. Khi cả hai vừa bước xuống đến nơi, Xuân giả vờ trượt chân đánh lạc hướng, rồi liều mình giẫm mạnh lên cả hai chân của thằng Trải. Vì quá bất ngờ, thằng Trải đau đớn la lên, rồi nới lỏng tay ra theo quán tính. Chỉ chờ có như vậy, Xuân lách người thoát khỏi vòng tay của nó, liền đạp cho thằng này một cú thẳng vào bụng, khiến nó ngã ngửa ra sau, còn kịp bồi thêm cho nó một cú đấm thẳng vào mặt, làm cho Trải đau đớn choáng váng. Ngay lập tức, Xuân quay người bỏ chạy, lợi dụng những bụi cây cao quá đầu người mà luồn lách. Cô cắn răng chịu đựng vì vết thương vẫn đang đau nhói dữ dội. Còn mẹ mày, nhẹ không ưa, ưa nặng à? Ngay lập tức, thằng Trải chồm dậy. Nó như con thú hoang bị sổng mồi. Mặc dù bị dính hai đòn của Xuân, nhưng với sức khỏe vốn có của trai mới lớn, cộng với việc Xuân đang bị thương nên lực tác động cũng yếu hẳn đi, nên có vẻ thằng Trải không hề hứng gì. Mày chết con mẹ mày rồi! Cầm con dao bấm sắc lẹm, thằng Trải vùng lên quét ngang một đường. Những cây dông riền lập tức đổ rạp xuống. Nó đuổi theo, miệng nó thở phì phò như con trâu điên cuồng tìm kiếm. Ra đi em, anh biết là em đang ở đây, đừng có chạy trốn vô ích. Vừa nói, thằng Trải vừa từ từ tiến đến một bụi cây gần đó. Do nó nghe thấy tiếng động phát ra, khẽ liếm làn môi khô khốc, nó nhẹ nhàng cúi xuống, cố gắng không để phát ra tiếng động nào, rồi nhanh chóng áp sát. Nhưng khi nó lật ra thì thấy đó là một con chuột nghe động nên chạy loạn mà thôi. Xuân ôm vết thương, lúc này máu vẫn chảy ra rất nhiều, vừa đói vừa mệt, cô cố gắng chạy nhanh về phía trước. Vết thương vẫn cứ đau âm ỉ, nhưng cô không dám dừng lại, bởi lo sợ tên bịt mặt kia sẽ đuổi theo. Có đôi lúc tưởng chừng như cô đã bỏ cuộc, nhưng đều dựa vào bản năng sống mà gắng gượng. Với lại thêm vào đó là do bản thân cũng là người tập võ nên có sức khỏe hơn bình thường. Hôm nay do tên kia hành động quá bất ngờ và quyết đoán nên cô không kịp chống đỡ, nếu không thì cũng chẳng đến nỗi. Chạy được một lúc,
Xuân đã lên đến cầu bờ của thửa ruộng. Nhìn quanh quẩn phía trước là một bãi tha ma, có trồng sen lẫn cả chuối. Những cây chuối đang chuẩn bị đến thời điểm thu hoạch. Bồn sai triệu quả nặng nghiêng hẳn về một bên, thậm chí có bồn còn được gia cố bằng những cây chống. Xuân vừa chạy lại phía này, chợt cô nhìn thấy lờ mờ có chiếc xe máy đang dựng ở phía trước. Tiến sát lại nhìn thì nhận ra đây chính là chiếc xe của thằng hồi chiều trêu ghẹo mình trên đường. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Lẽ nào là nó? Xuân sững sờ, cố gắng nhớ lại dáng người, cử chỉ điệu bộ của tên bịt mặt, thì thấy rất giống với thằng đã kè kè theo tán tỉnh mình lúc chiều. Ây da! Xuân khẽ rên lên một tiếng, bởi vì vai cô vừa chạm vào một buồng chuối, làm cho cô đau đến tê dại, loạn choạng như sắp ngã. Ở phía sau, có tiếng bước chân chạy quỳnh quịch, lại có ánh đèn pin lấp ló. Biết là tên kia đã đuổi theo tới đây, Xuân liền đi về phía trước. Nhưng nhìn quanh nơi này là bãi tha ma, ngoài những cây chuối ra thì hoàn toàn không có chỗ nào để ẩn nấp lẫn trốn được. Đang lay quay chưa biết phải làm thế nào, thì đúng lúc này, mắt cô như hoa lên, khi thấy trước mặt mình có một cái bóng lờ mờ chạy vọt về phía trước. Xuân như bị thôi miên, liền chạy theo cái bóng mờ kia, thì thấy có một ngôi mộ mới đắp rất lớn, bên trên có nhiều vòng hoa còn tươi, chứng tỏ ai đó vừa mới chôn không lâu. Không chần chừ, Xuân chui vào nắp sau những cái vòng hoa, sau đó thì nín thở im lặng chờ đợi. Trong đầu cô không khỏi lẩm nhẩm khấn vái. Hôm nay tôi gặp nạn ở đây, xin lỗi đã mạo phạm đến người đang nằm ở dưới ngôi mộ này. Xin hãy phù hộ độ trì cho tôi tay qua nặng khỏi, tôi hứa sẽ cảm tạ, xin hãy giúp tôi. Nói xong câu đó, chẳng rõ lời khẩn cầu ứng nghiệm hay không, nhưng bầu trời bỗng nổi lên từng cơn gió rất lớn. Xuân chợt cảm thấy mắt mình hoa lên, dường như có người đang đứng trước mặt mình. Gương mặt rất xinh đẹp, nhưng cách ăn mặc vô cùng bẩn thỉu, lượm thượm, đang hồn nhiên vạch áo cho đứa con bú. Rồi bất chợt cô ta nói thầm lảm nhảm, dường như chỉ để cho Xuân nghe thấy. Con ngoan, mẹ con ta sẽ không cô đơn đâu. Hai người bố của con sắp tới đây rồi, chúng ta sẽ đoàn tụ. Kiếp này mẹ không bảo vệ được con, kiếp sau mẹ vẫn xin làm mẹ của con. Mẹ ngàn lần xin lỗi con, mẹ xin lỗi. Tiếng nói văng vẳng bên tai, hình ảnh của hai mẹ con cô gái đang đứng quay lưng lại phía cô, làm cho Xuân tò mò, định cất tiếng hỏi, thì bất chợt cô ta quay mặt lại về phía Xuân. Gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn, không có chút biểu cảm. Nhưng khi đối diện với ánh mắt này, Xuân cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Cô giật mình sợ hãi, nghĩ rằng đây chính là hồn ma của người mới vừa được chôn cất trong ngôi mộ mà cô đang ngồi lên. Cô gái, cô đang gặp nguy hiểm, ta sẽ cứu cô một mạng. Bây giờ thì ngủ đi. Xuân vừa nghe đến đó, cảm thấy hai mắt mình dịu lại, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thằng Trải chạy lên đến đầu bờ, nó chăm chú soi chiếc đèn pin xuống đất, nhìn từng vết bàn chân còn rất mới, thỉnh thoảng có cả vết máu tươi. Nó gằn giọng quát lớn. Ra đi, anh biết là em đang ở đây. Nếu ra ngoài, anh sẽ tha cho em, sẽ đưa em về nhà. Cặp mắt tì hí của nó nhìn xung quanh như con rắn rình mồi. Ánh đèn pin rọi lấp lóa, phản chiếu lên những giọt sương vẫn còn đọng lại trên lá cây loang lổ. Anh đếm từ 1 tới 3 mà em không ra, là anh sẽ cho em vĩnh viễn không ra luôn được đó. Vừa nói, thằng Trải vừa tiến lại phía ngôi mộ. Nó nhìn thấy rõ ràng vết chân cùng với vệt máu đã dừng lại ở đó. Bước gần đến,
thằng Trải bỗng thấy rùng mình khi nhận ra đây chính là ngôi mộ của chị Mại. Chị Mại vốn không chồng không con, sống độc thân một mình, lại là người thần kinh có vấn đề. Chính vì thế, chị Mại luôn là mục tiêu cho đám thanh niên mới lớn, thậm chí là những người đàn ông có gia đình trêu chọc, sàm sỡ. Chị Mại hơn thằng Trải tầm 10 tuổi. Bản thân thằng này cũng thường xuyên trình mò chị. Không ít lần trong đầu của nó hiện lên những hình ảnh khỏa thân của chị, kèm theo sự thèm khát. Mà có lẽ chẳng riêng gì thằng Trải, cả đám đàn ông trong làng cũng đều thì thầm to nhỏ với nhau mỗi khi chị Mại thẫn thờ đi qua. Những câu bình luận khiếm nhã và những ánh mắt tà dâm của đám người đàn ông đều bộc lộ ra, nhất là trong những cuộc trà dư tửu hậu. Ê, con Mại điên kìa. Nhìn nó ngon phết chúng mày ha. Quái nào mà hai quả mông đít đánh tành tách thế kìa. Nói thật cũng hấp dẫn đấy. Cơ mà nhìn nó hơi bẩn á, người ngậm đầu tóc lúc nào cũng bết vào, hầu như cái tổ quà. Ôi, ai chứ tôi thì chịu. Ôi dào ơi, tắc đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Thế tôi hỏi ông nè, lúc rô vào rồi á thì quan tâm làm cái mẹ gì, miễn sao thỏa mãn là được. Đây, nhìn nó còn ngon gấp mấy vạn lần mấy con mụ sồn sồn ở nhà ấy. Tồi thật, mẹ nó, con này mà tắm rửa sạch sẽ ha, trời ơi thiệt khối ông chết, nhìn cũng xinh xắn trắng trẻo, chứ đến nỗi nào đâu cơ chứ. Ơi, uống đi, quan tâm làm gì cái con điên ấy, khéo nó lại bám theo thì bỏ mẹ. Mấy ông đừng có mà suy nghĩ bậy bạ, uống đi. Lão Toàn hói cất giọng lè nhè, miệng thì nói như vậy nhưng ánh mắt của ông ta vẫn nhìn hau hấu vào cô gái điên ăn mặc lôi thôi lết thết, nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp hồn nhiên, đang thẫn thờ đứng ngó vào bên trong quán. Chiếc cúc áo bị cài lệch để lộ ra bầu ngực trắng nõn nà lấp ló và hai nhũ hoa nhô cao lên, không khỏi khiến cho lão Toàn hói cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, mặc dù vừa nốc cạn chén rượu đầy. Ánh mắt của ông ta lộ ra vẻ tà dâm khó tả, chẳng ai biết trong đầu lão đang có những tính toán mờ ám. Rồi bỗng một ngày, người ta thấy bụng của chị Mại to lên một cách bất thường, còn có những biểu hiện của người đang mang thai. Chẳng biết ai là tác giả của cái bào thai trong bụng chị. Có hỏi thì chị cũng chẳng biết gì, chị ú ớ nói những câu vô nghĩa, hai tay vuốt bụng mà vỗ về. Chẳng biết có phải do tình mẫu tử thiêng liêng khiến cho bản năng được làm mẹ của chị Mại trỗi dậy hay không, mà chị cũng ít ra đường lang thang hơn. Mụ Thảo béo bán cháo lòng cũng là người tốt, thấy thương chị nên hàng ngày vẫn cho chị ăn uống tử tế. Nhưng những gã đàn ông khác thì ngược lại, họ dè biểu, chê bai nhiếc móc chị. Mẹ nó, ngu đần, đẻ con ra lấy chó gì nuôi. Bà đết biết con của con Mại khi đẻ ra có bị ẩm ương dở hơi như mẹ nó không nữa. Nghe nói bệnh này nó cũng di truyền đấy. Chị duy nhất có mụ Thảo béo lên tiếng phản bác cánh đàn ông. Có lẽ cũng đều là phận phụ nữ, bản thân lại tốt tính, cho nên mụ ấy mới đớp chát lại, chẳng chút nể nang nào. Ê, con Mại chỉ là đứa bị hại, nó không có đáng trách. Các ông cũng biết thừa là nó bị tâm thần thần kinh nó không ổn định, nó có biết cái gì cơ chứ. Có trách thì trách cái thằng đàn ông khốn nạn nào đã làm cho con Mại có bầu ấy. Mẹ nó, là chó chứ không phải là người. Làm cho con người ta có bầu xong rồi bỏ mặc, đúng là cái quần khốn nạn mà. Tôi mà biết thằng nào làm ra việc này, tôi sẽ thiến nó như thế này này. Dứt lời, mụ Thảo liếc xéo mấy gã đàn ông đang say sưa chén chú chén anh bằng ánh mắt tức giận. Mụ cầm lấy một đoạn ngầu bính của con lợn, đặt xuống cái thớt, nghiến răng chặt mạnh xuống. Hành động này làm cho mấy gã đàn ông đang uống rượu sợ hãi đến tái mặt. Ai cũng ngầm hiểu là mụ ta sẽ cắt mất. Đói, đói.
Lúc này cô Mại cũng vừa bước vào quán. Cái bụng nặng nề khiến cho bước chân đi lại cũng khó khăn, nhất là với một người không bình thường như cô, càng khiến cho mọi người chú ý. Có tiếng của ai đó vang lên, giọng điệu châm chọc. Đéo biết ông nào mà ăn tạp thì không biết nữa. Trẻ không thà, già không thương, mà ấm ương vẫn cứ chén được. Thật sự quá sức tưởng tượng mà. Mấy tên đàn ông cười ồ lên một cách khả ố, nhưng vẫn không quên liếc mắt soi mói thân thể của cô Mại. Duy chỉ có lão Toàn hói là không nói một lời nào, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm mà thôi. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của lão, cô Mại giống như nhận ra được điều gì đó, liền cười lên khùng khục, sau đó nhắc lại lời lão từng nói với cô. Quan nào, chiều anh đi, anh sẽ cho em tiền, anh sẽ làm cho em trở nên xinh đẹp hơn. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Rồi cô Mại cười lớn, biểu hiện y hệt một người điên. Chẳng ai hay biết, chính lão là tác giả của cái bào thai mà cô đang mang trong mình. Bởi vì mọi người ở đây chỉ nghĩ là do cô Mại bị điên nên ăn nói linh tinh mà thôi. Với lại một người như lão Toàn này thì bao giờ lại làm cái việc thất đức như vậy được. Chẳng biết thế nào, cô Mại tiến lại phía bàn nhậu, cơ thể hôi hám, mái tóc bết lại rối bù. Ánh mắt nhìn chồng chọc vào đĩa thức ăn mà nói. Đói, đói lắm, Mại đói, cho Mại ăn với. Một người đàn ông đang trong bữa rượu, thấy vậy liền gắp cho cô một miếng. Lão Toàn hói lập tức quát lên. Cục ra, cái cùng điên, mẹ mày đến đây làm gì? Nhìn thấy mày là tao muốn ổi à? Nhưng dường như cô Mại chẳng quan tâm đến lời của lão ta. Cô cứ đứng đó, ngửa một tay ra xin ăn, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú vào đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút. Một tay ôm lấy bụng, miệng vẫn liên tục kêu đói, trông vô cùng đáng thương. Tất cả những người có mặt ở quán đều tỏ ra thương hại cô. Duy nhất chỉ có lão Toàn hói là đuổi cô đi. Thôi nào bác Toàn, làm gì mà bác ghét nó như thế? Nó chỉ là con điên thôi mà, chấp nó làm gì? Một người nói với lão Toàn, sau đó liền nhường cho cô một bát cháo của mình, còn tốt bụng gấp thêm mấy miếng lòng dồi dúi cho cô. Chẳng biết có phải vì đói quá hay không mà cô Mại bê lấy bát cháo mang ra góc quán ăn trước sự ái ngại của những thực khách. Thỉnh thoảng lão Toàn hói liếc nhìn trộm về phía cô, ánh mắt thâm trầm, chẳng biết nghĩ ngợi điều gì. Nói về lão Toàn hói, bề ngoài lão là người đạo mạo, năm nay trạc ngoài ngũ tuần nhưng vẫn phong độ, vợ con nhà cửa đề quề. Chỉ có điều tính lão ta khá dâm dê, nhu cầu rất cao mà bà vợ không thể đáp ứng được cho chồng. Chính vì thế lão hay lên thị trấn một mình, tới những nơi dành riêng cho cánh đàn ông, nói trắng ra là đi chơi gái, gọi là ăn bánh trả tiền. Nhưng lão vẫn giấu giếm vợ con và người làng, bởi dù sao ở quê vẫn sợ điều ra tiếng vào không hay lắm. Mấy tháng trước, lão ta đạp xe lên thị trấn tìm gái, nhưng đi đến giữa đường gặp ngay cô Mại đang lang thang một mình. Lão ta nảy ra ý định hãm hiếp, và đứa con trong bụng của cô chính là của lão. Vài ngày sau, cả làng Vạn Đại bàng hoàng trước thông tin cô Mại sinh non. Cả hai mẹ con cô đều bị chết, vốn sống độc thân một mình lại hay đi lang thang, ăn uống cũng thất thường với bẩn thỉu, nên cái chết của cô cũng dễ lý giải. Người đầu tiên chứng kiến cái chết thương tâm của mẹ con cô chính là thằng Trải. Vì bản thân thằng này cũng là đứa hay rình mò xem lén cô Mại, có điều chính nó cũng là người thường xuyên mang đồ ăn và giúp đỡ cho cô rất nhiều. Lúc cô Mại có thai, thằng Trải cũng muốn điều tra xem ai là kẻ gây ra chuyện này, bởi dù sao cô Mại cũng là hàng xóm của nó. Trong mắt người khác như thế nào không biết,
nhưng với thằng Trải, cô Mại Điền chính là một cái gì đó bất khả xâm phạm, không ai được phép đụng vào. Dù không ít lần nó cũng rình mò thòm thèm thân thể cô. Cũng dễ hiểu thôi, vì thằng Trải đang ở cái tuổi dậy thì, tò mò tâm sinh lý là bình thường. Sau nhiều lần theo dõi, nó thấy lão Toàn thường xuyên nửa đêm từ trong nhà cô Mại đi ra, nên đã sinh nghi, dù không bắt được quả tang lúc lão hành sự. Ngày cuối cùng, nó sang nhà cô Mại Điền, chứng kiến cái chết thương tâm của hai mẹ con. Thằng Trải đau buồn và tức giận vô cùng. Người đầu tiên nó nghi ngờ chính là lão Toàn Hói. Vì thế, thằng Trải tự hứa với lòng mình sẽ trả thù cho hai mẹ con cô. Nhưng lúc này đây, đứng trước ngôi mộ của cô, thằng Trải lại không đủ dũng khí để bước lên, rọi chiếc đèn pin vào những cái vòng hoa trắng đang cắm chỗ ngôi mộ mới đắp. Trong đầu nó không khỏi liên tưởng đến cái chết của cô. Vì vậy, bước chân nó khựng lại. Mặc dù nhìn thấy vết chân, có cả vết máu nhỏ xuống đất, chỉ ra rõ ràng là Xuân đã bỏ chạy về hướng này. Nhưng khi thấy ngôi mộ của cô Mại Điền, nó không dám bước tới nữa. Bỗng nhiên có tiếng động sột soạt từ phía ngôi mộ phát ra. Thằng Trải giật mình rọi đèn pin về phía ấy. Ánh đèn loang loáng lóe lên. Từ sau mấy vòng hoa, chợt có một con vật gì đó chạy ra bên ngoài. Thằng Trải hoảng hồn không dám tiến lên nữa, mà lùi lại quay về chỗ chiếc xe máy của mình, cách chỗ này tầm vài chục mét. Vừa quay đầu xe, thằng Trải chợt nghe thấy tiếng động lạ. Dường như có ai đó đang di chuyển về hướng bãi tha ma. Có cả ánh đèn pin lấp lóa, kèm theo tiếng bước chân khá vội vàng. Ngay lập tức, thằng Trải nhẹ nhàng nghiêng hẳn cái xe máy xuống đất, lấy lá cây phủ lên, âm thầm nằm ép người xuống rãnh của một ruộng dông riền, nhẹ nhàng bò trường để không phát ra tiếng động, quay ngược lại hướng bãi tha ma kia, xem những kẻ vừa mới đến là ai. Nó vẫn tai nghe ngóng tiếng nói chuyện của hai gã đàn ông. Giọng nói này thằng Trải cảm thấy rất quen thuộc. Này, mày có chắc chắn là Thành Công không? Bác yên tâm đi, bà thầy kia em rất tin tưởng, nó sẽ không về quấy phá được nữa đâu. Ê, mẹ nó, đúng là sướng con cù mà mù con mắt, không cái dài nào giống cái dài nào mà. Thế sao lúc ấy bác không dùng biện pháp bảo vệ? Ê, chú mày làm sao thế? Anh mới chỉ gần gũi với nó có vài lần, mà không biết đứa con trong bụng kia là của anh hay của chú đâu nha. Thì em cũng giống anh thôi, thật sự đúng là chả cái dạy nào giống cái dạy nào anh à. Vì chuyện này mà bao nhiêu ngày qua em mệt mỏi lắm rồi, nhất là con mụ xề ở nhà thường xuyên đe dọa bóng gió. Nếu biết thằng nào là tác giả đứa con trong bụng con Điền kia thì mụ sẽ... Thằng Trải giật mình, đây chính là tiếng của lão Định Nát, bạn thân của lão Toàn Hói. Ở cái làng Vạn Đại này thì không ai không biết. Bà, hôm nay em không có ngủ được đâu bác Toàn à, cứ ám ảnh về cái chết của hai mẹ con nhà nó. Đêm nào cũng nằm mơ thấy hai mẹ con cô ta đứng ngoài cửa gọi. Ôi mẹ kiếp. Tôi cũng có khác gì chú đâu, còn mụ vợ nhà tôi khỏi phải nói thì chú cũng hiểu rồi. Việc này nếu chúng ta không ra tay trước, e là sẽ lộ đấy. Con Mại là đứa tâm thần, nó không biết gì, nhưng cả làng này sợ rằng họ sẽ bàn ra tán vào. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp, ai ngờ đâu đến chết rồi mà vẫn còn về quấy phá được. Đúng là nặng vía mà. Tiếng lão Toàn Hói vang lên làm thằng Trải giật mình. Quả đúng như nó nghi ngờ bấy lâu nay. Tuy vậy, chưa kịp nghĩ gì thêm thì lão Định lại lên tiếng. Theo lời bà ta nói, chúng ta chỉ cần chôn lá bùa này yểm xuống nắp quan tài, nó sẽ không về phá được nữa. Mà anh em mình là người gây ra cho nó, vậy nên... Thằng Trải bắt đầu lờ mờ hiểu ra được vấn đề. Có lẽ nào cái chết của chị Mại lại liên quan đến hai người này.
nếu quả thật như vậy. Chợt thằng Trại nó siết chặt con dao đang cầm trên tay, hai mắt híp nheo lại, giống như con rắn đang rình mồi, từ từ bò trườn theo hai gã đàn ông phía trước. Bất chợt, một ý nghĩ vừa lóe lên, nó muốn gấp lửa bỏ tay người. Ồ, bác Toàn, sao ở đây lại có máu, nhiều máu thế này? Lão Định hốt hoảng thốt lên, làm cho lão Toàn hói giật mình nhìn xuống. Đập vào mắt của cả hai là những vết máu tươi đọng lại thành vũng. Có cả một vệt bàn tay máu vẫn dính trên chiếc vòng hoa ở ngôi mộ cô Mại, làm cho cả hai lão già cảm thấy hoang mang. Ồ, chuyện quái quỷ gì thế này? Lần đi theo vệt máu, cả hai thấy phía sau mấy vòng hoa có một cô gái trẻ rất xinh đang nằm trên mộ, ngất lịm từ lúc nào. Điều này làm cho hai lão cảm thấy khó hiểu. Hình như con bé này bị thương ở vai, máu vẫn chảy ra kia kìa, vẫn còn sống, mạch vẫn đập. Lão Định nát soi đèn pin vào, thấy Xuân đang nằm thiếp đi không biết gì cả, thì hỏi lão Toàn. Bác Toàn à, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Gương mặt của lão Toàn bỗng tỏ ra thâm trầm, đảo mắt một hồi rồi nói. Bò lạc, đây là của trời cho. Chú không thấy là con bé này rất xinh đẹp sao? Nếu như bây giờ chúng ta... Lão Toàn liếc mắt nhìn xung quanh. Nhưng ở đây, ngoại trừ bóng đêm bao phủ, kèm theo sự im lặng đến đáng sợ, thì chẳng có ai cả. Với lão thì việc này chẳng khác gì mở đến miệng mèo, nhất là cô gái này đang bị ngất lịm không biết gì. Một tay của lão già biến thái bắt đầu luồn vào ngực áo của Xuân. Nhưng chợt lão Toàn hói cảm thấy da đầu mình tê dại. Đặc biệt, bàn tay của lão ta giống như sờ vào tảng băng, lạnh lẽo vô cùng. Ngay lập tức, lão rụt tay lại, giật mình suýt nữa ngã người ra phía sau. Bác sao thế? Lão Định Nát thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt vẫn chăm chú quan sát thân hình nõn nà đầy sức sống của Xuân. Sao người cô ta lạnh thế? Lão Toàn bây giờ vẫn còn run rẩy, gương mặt tái nhợt sợ hãi, nói với lão Định. Cái trán bóng lộn lúc này đổ rịn ra mồ hôi ướt sũng. Ấy, bác Toàn thận hồn nát thực tính, em thấy bình thường mà, để em. Nhưng cũng giống như lão Toàn, ngay lập tức lão Định rụt tay lại, giật mình hoảng hốt khi thấy cô gái xinh đẹp ban nãy đã biến thành cô Mại điên. Gương mặt của cả hai nhìn nhau tái dại đi, chiếc đèn pin trên tay lão Định cũng rơi xuống nằm lăn lóc, sau đó thì tắt hẳn. Đúng lúc này, từ phía sau lưng lão, một bóng người liền lao ra, đó chính là Trải. Con dao bấm sắc lẹm trên tay nó đâm xuống liên tục vào người hai lão, khiến cho cả hai gục xuống. Vì bị tấn công bất ngờ nên cả hai hoàn toàn không có chút kháng cự nào, cho đến khi chết cũng không biết tại sao mà mình chết. Thằng Trải lúc này giống như một con thú khát máu, hành động hoàn toàn theo bản năng. Hình ảnh hai mẹ con cô Mại chết thảm cứ hiện lên trong đầu, khiến cho nó bây giờ chẳng còn đủ tỉnh táo. Cho đến khi cả hai lão già mất nết, cả người đầy những lỗ thủng như tổ ong, nó mới dừng tay lại. Cả người nó đầy những máu, ướt sũng. Bây giờ thằng Trải mới sực tỉnh, ngẩng đầu lên trước ngôi mộ. Nó thấy chị Mại đang nhìn nó, nở một nụ cười ma mị. Làm tốt lắm em trai, cảm ơn em đã thay chị trả thù. Chị biết em xưa nay vẫn thường xuyên nhìn trộm chị, nhưng chị cũng không có ý định xử phạt em đâu. Hồn ma của cô Mại bỗng nhiên nghiêm mặt, nói bằng giọng căm hận. Nhưng em cũng ác lắm Trải à, tại sao em lại muốn hại chết cô gái kia? Lẽ nào tất cả đàn ông trên đời này đều là những kẻ khốn nạn, đều giả như vậy sao? Lẽ nào những suy nghĩ hèn mọn kia nó biến em thành một con thú
hành động hoàn toàn theo bản năng nhục dục sao? Tại sao em bất bình trước hoàn cảnh của chị mà lại nhẫn tâm hành hạ cô gái khác? Từng câu từng chữ của cô Mại nói ra như xoáy sâu vào tâm trí, làm thằng Trải thức tỉnh. Có điều bây giờ đã quá muộn rồi, tai nó đã nhúng chàm. Hai mạng người bị nó sát hại, một cô gái bị nó đâm trọng thương. Nó quỳ sụp xuống, ánh mắt thất thần. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Hai kẻ này đáng chết lắm, nhưng cô gái kia thì không có đáng bị chết. Chỉ vì dục vọng hẹn mọn mà em có ý định đoạt mạng người ta, có đáng không? Nếu cô gái kia chết, em cũng sẽ giống như những kẻ khốn nạn này, kết cục cũng không có tốt đẹp đâu. Nghe lời chị, về nhà đi, còn mọi việc ở đây chị sẽ giúp em. Thằng Trải khóc như mưa, sực tỉnh. Nó quỳ xuống vái lạy cô Mại như tế sao, rồi vùng dậy lấy xe máy chạy về làng Vạn Sự. Nhờ một đám nhóc đang chơi ngoài đường về báo tin cho gia đình Xuân biết. Khi công an đến nơi thì thấy hai cái xác của lão Định và lão Toàn nằm gục lên người của Xuân. Xuân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu mà may mắn thoát chết. Kỳ lạ ở chỗ, dù công an điều tra tìm kiếm kỹ lưỡng đến đâu cũng không tìm được chứng cứ buộc tội thằng Trải. Có lẽ nhờ vong hồn cô Mại điên lúc nãy giúp đỡ che mắt tất cả. Cuối cùng, sau khi Xuân tỉnh lại, trình báo toàn bộ sự việc. Dù nghi ngờ kẻ bịt mặt hại mình là Trải, nhưng do không nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt, cộng với việc hai cái xác của lão Định và lão Toàn nằm ở hiện trường, nên cơ quan điều tra xác định chính hai lão đã hãm hiếp Xuân. Nhưng trong lúc hành sự có xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, giết chết lẫn nhau. Có điều dân làng đồn ầm lên rằng lão Định và lão Toàn trước đó đã hiếp dâm cô Mại dẫn đến mang thai rồi sinh non chết tức tưởi. Do đó, hồn ma của cô đã hiện về báo oán, nên mới có chuyện hai lão chết gục trước mộ của cô. Suy cho cùng, tất cả mọi việc trên đời, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, bởi ai cũng chỉ có một sinh mạng, chỉ có một lần sống mà thôi. Vì vậy, hãy sống sao cho tâm tưởng của mình thanh thản, đừng để phần con lấn át đi phần người. Lúc đó ân hận hay tiếc thương thì tất cả đều đã muộn, vì cuộc đời này ngắn lắm. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hoàng Hồn Cô Mại Điên, tác giả Hách Đỗ. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.